Bây giờ tôi giới thiệu cái Gerex, cái máy 11 Pro Max, vạch sân từ 14.3 độ xuống. Trên cái máy này vạch sân của nó là 13.3.1 ha. Thì mình sẽ Gerex bằng cái Uncover. Cái máy này nó đã thay cắp loa, cắp đồ tùm lum rồi ha. Nó thay pin vọng rồi, nó cũng thay tùm lum rồi. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái Uncover một. Cái Uncover một đó là mình cài bằng cái ứng dụng vô, dùng cái bao tool mình cài vô bằng cái application vô, hoặc là mình download trực tiếp từ cái trang nào đó. Cái trang techbox.com này ha, techbox.com Uncover nè, mình sẽ download nó xuống, cái ứng dụng nó xuống, và mình phải đầu tiên mình phải vô cái điện thoại, mình phải phải tin cậy nó ở cho bên bên thứ ba, tức là bên cái hướng dẫn của CCD á, thì những thực chất đã thủ tục của nó là để vô vô cái Uncover, vô cái phần cài đặt của nó ở bên thứ ba để xác minh thôi ha. Xác minh xong á, thì mình sẽ cài xong rồi mình sẽ xác minh cho nó ha. Xác minh xong rồi á, mình chẳng qua mình vô về mình direct nó xong á, thì mình vô cái cài đặt. Cái cài đặt thì mình phải bắt buộc phải đánh dấu hai cái chỗ này. Khi mình vô đánh dấu á, thì nó bên đây nó sẽ bên đây nó sẽ báo là cái không đánh dấu thì cái Gerex nó sẽ báo là no ha, à yes. Mình đánh dấu hai cái dòng này mới được đó. Đánh dấu hai cái dòng là install OpenESH với lại reinstall CDR. Hiển nhiên là nó sẽ có hiển thị cái CDR trên cái máy rồi, nhưng mà nếu mình chưa đánh dấu những cái đó thì cái Gbox á nó vẫn báo cái Gerex là bằng no. Mình phải đánh dấu hai đó thì nó sẽ báo là Gerex OK Z, và lúc đó mình sẽ tra địa chỉ wifi bluetooth này, ví dụ như tra địa chỉ wifi bluetooth đầu tiên đó, tra địa chỉ wifi bluetooth thì cái chức năng này nó đã từ bữa trước nó đã cập nhật rồi ha. Đó, còn cái nữa là cái chức năng mới á, là nó sẽ cái Face ID á, cái ứng dụng Face ID mới để cho tra cái dữ liệu của cái handset cap, là cái cáp loa đó, để cái default và cái cáp đang cắm trên máy nó có đúng hay không. Ở đây trên đây nó hiển thị là default nó là vậy, nhưng mà cái fitting, tức là cái khi mình gắn những cái thiết bị khác vô đó, cái dây này dây loa khác á, thì nó báo anomal đúng không? Hả? Nó báo anomal đó, abnormal tức là không bình thường, tức là đã thay rồi, đã lòm rồi ha. Thì lúc đó mình sẽ đọc được cái dữ liệu default của cái máy, đúng của cái máy, và mình sẽ đổi, mình phải lấy thông tin này mình sẽ nạp lên cái cáp mới, và từ đó mình sẽ fix được cái lỗi True Tone và Fake ID cho những cái máy mà bị thay cáp lo, hoặc là những cái linh kiện như là cái cục cảm biến ánh sáng với lại cái máy tiếp cận và True Tone nó bị lỗi, không đọc được serial number hay là gì đó bị lỗi, hay là do trong quá trình thì mấy anh em thao tác rồi nó bị lỗi, hay là cáp lo nó bị thay, thì hiển nhiên nó sẽ khác. Thì lúc đó mình lấy được thông tin giống như truy xuất thông tin của ổ cứng wifi bluetooth của ổ cứng đó, thì khi đó mình sẽ fix được cái đó và mình sẽ sửa được Face ID và True Tone ha. Đó là cái quy trình ngay từ đầu, tức là Gerex bằng Uncover đối với những cái máy từ X cho tới 11 Pro Max. Cái vạch xanh hiển nhiên vạch xanh của nó phải từ 11 trở lên rồi, 11 tới 14.3 thôi nha. Nếu vạch xanh từ trên 14.3 thì nó sẽ không có Gerex được. Như cái máy này nó đang, cái máy này tôi làm là vạch xanh 13.3.1 ha. Còn cái máy này thì sao? Cái máy này á, thì là vạch xanh 14.4.2 thì không làm được ha. Không khi cắm mình cắm vô máy á, ở đây mình cắm vô unsupport, thấy không, nó sẽ báo unsupport các bạn. Những cái máy chỉ những máy mà có iOS dưới 14.3 trở xuống thôi, còn những cái máy mà iOS mà trên 14.3 thì nó không được ha các bạn. Các bạn thấy rõ không? Cái máy này á, thì nó báo là Gerex là ok ha, là có CDR. Nghe là gì Gerex, nó đã Gerex rồi và có CDR. Còn cái máy này á, thì nó báo unsupport.
cái máy này nó bao unsupport, tại vì cái vệ sinh của nó từ 14.4.2 từ mình trên 14.3 ha. Cái máy này là cái máy hồi nãy là nó lệch dây ha các bạn, nó lệch dây của cái dây lò đó. Là bây giờ cho các bạn coi là cái thông số của nó nãy nè, cái máy vẹt 13.3 min hao rồi ha, cái logo này ha, logo này em bật lên rồi ha, thấy chưa, rung máy đúng không? Đó, và tôi đã fix cái qua cái lấy dữ liệu là fix qua cái dây lò rồi ha. Thì bây giờ tôi sẽ cho các bạn coi là mình sẽ vô cái Fake ID ha, nó đã select rồi, mình bấm start để query code, là cái thủ tục là tôi sẽ query code, tôi sẽ lấy được cái default của nó và cái này ha, nó trùng ha, distance fitting, distance fitting là gì, sau cái fitting này nó bị lỗi khác nè ha, nhưng mà cái ABN line nè, cái cảm biến tiệm cận, cái cận dẫn sai, cảm biến tiệm cận là thế nào, bây giờ tiệm cận là sai, nhưng mà biến tiệm cận vậy là không ảnh hưởng được cái rosa line, không ảnh hưởng rồi. Đó, mình sẽ tra được cái truy xuất được cái dữ liệu này, và mình tôi chỉ rai được cái mỗi cái dữ liệu này thôi, này rai nó rai full lên mà không biết như thế nào mà nó chỉ rai được dữ liệu này thôi, cái này chưa có, vì rai xong rồi á, thì đó tôi sẽ thử cho các bạn coi là trên đây, đó, hồi nãy nó là vậy ha, và nó dữ liệu là cắm trên cái máy tính này, để chứng minh cho các bạn, effect ok. Bật đại một cái chương trình nào lên, giả sử như WN đi, nghe nó tin cậy dưới đây ha. Rồi bấm bắt của nhận vô đó, nó nhận được đó không, cái ABN line các bạn thấy không, cái ABN line trên đó và cái ABN line đây đã sửa xong rồi heo. Còn cái repair distance đó là tức là cái rosa line FF đây là cái default của nó, cái rosa line sau cái trên đây là cái rotolite, là cái rosimity đó các bạn, cái đèn mà nó đèn hồng á, nó chớp chớp á, cái rosimity nè, rosolite number tức là cái rosimity đó các bạn ha. Và ở đây á là tôi chỉ đổi được cái này thôi, mà cái rosolite này nó ở đây khi nó hiển thị trên đây nó khác một tí, nó chỉ đọc ở khúc cuối thôi chứ không phải khác nha các bạn nè, B5GG7G68 B5GG7G68 hay không? Đúng chứ không phải sai nha. Đó là cái thông báo của này nó chưa có chuẩn, tại vì chắc là do cái màn hình nó không hiển thị hết, nó đọc không đủ đó. Nên nó báo abnormal tức là không bình thường, còn đây normal tức là, nhưng mà cái chính xác đó, nếu không chính xác thì làm sao quay Fake ID được. Đây, tôi sẽ biểu diễn cho bạn quay Fake ID nha. Đặt lại Fake ID nha. Đây. Thiết lập bằng thay thế luôn nha. Đây là cái vẹt xanh của nó nha, cái máy hồi nãy đó giới thiệu nè, vẹt xanh 13.3.1 nè ha, ở cái logo đồ này nọ ở đây, và đây là cái direct của nó là uncover nè, với lại cái Syria nó có, đã có rồi ha, ở cái nãy máy nãy đó ha. Đó, các bạn nhớ là phải để cái chế độ intone over, tức là mình direct xong mới để chế độ là re intone
Open SSH và Reinton Syria. Đánh dấu hai dòng này thì đó cắm vô cái Zerex này nè. Nó mới báo là Zerex, không thôi nó báo no nha các bạn. Chúng ta cắm lại. À, đang cắm dây kia, cắm đến trên máy tính. Ừ, một Pro Max thấy rõ hơn, normal. Và Zerex Z thì vẫn cắm cái đó, cái nó mới trên đây nè, nó cài đặt hai cái này nó mới theo như hướng dẫn của GCD á. Đó mình làm vậy ha. Thấy chưa? Đó bây giờ nó đã phát đi ok rồi.